Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay bên Solar Hưng Yên sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cấu hình cái biến tần InVT bằng cái wifi 200 của nó đây này vào điện thoại di động nhé. Để cấu hình thì đầu tiên thì bạn cứ bật cho nó chạy bình thường thôi. Đây nó đang chạy đây này. Công suất ra là 0,6 kW điện này. Dòng vào 2A rồi. Bạn vào App Store hoặc là CH Play tải ứng dụng. Đây ứng dụng mình tải sẵn rồi, đâu. Đây, ứng dụng iMart Phone Expert. Đây. Đấy, sau khi vào bạn vào ứng dụng nó sẽ có bốn cái như thế này. iMart Phone Expert này. Chọn Noka này. Đấy, nó sẽ tìm ra cái Wi-Fi của mình, địa chỉ 192.168.16.254 cổng 8011. Đó. Chấm đây để xem thực tế này. Đấy. Nhưng mà bạn phải bắt cái wifi của nó nhé. Vào quản lý wifi điện thoại, bắt cái wifi iMart wifi này. Còn đây wifi nhà mình là Solar Hưng Yên này. Wifi nhà hàng xóm này. Đấy, bắt cái iMart wifi này thì nó ra nhé. Đây ví dụ như là nguồn vào là 1,13 kW này. Nguồn ra là 1 kW này, vì nó có chuyển đổi, nó có khấu hao mà. Chuyển đổi từ DC xuống AC thì nó sẽ bị giảm. Nó được có 9 mấy% thôi. 1,13 kW thì xuống còn có 1 ký thôi. Và máy thì mình vừa mới lắp nên là nó mới được có 0,3 kWh. Hôm nay là 8 giờ 41 phút. Ngày hôm nay là ngày thứ tư ngày 10 tháng 7 2019. Đó. Đây. Đây. Đây cái nó đang chạy này. Tổng này mới được có 4 kW, 0,4 kW điện. Nguồn vào này. Điện áp pin mặt trời vào là 382V này. Dòng điện của pin mặt trời vào là 2,9A. Output 0,98 kW này. Dòng điện áp ra là 230V này. Dòng ra là 4,3A này. Này. Tần số 50Hz, nhiệt độ 37 độ C. Thời gian chạy mới được có 9 phút vì mới mới chạy mà. Nhá. Đây, bây giờ thì cài nó sang điện thoại thì làm như sau. Lại quay ra bốn cái hình này vào cái mục wifi setting này. Đấy, vào mục wifi setting, đấy, bấm vào đây quét. Đấy, quét thấy cái wifi là wifi 200.192.168.16.254 chấm vào đấy. Rồi, sau bây giờ chúng ta bấm vào cái chữ SID này, SSID này. Đấy. Bấm đây. Bây giờ bạn sẽ nhập cái mật khẩu, nhập cái wifi mà bạn muốn bắt nó vào nhé. Muốn bắt wifi, ví dụ wifi nhà mình là Solar Hưng Yên. Đấy, sau đó là nhập mật khẩu của cái wifi mà mình đang muốn bắt ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mật khẩu nhà mình từ 18 mà. Rồi, sau đó bạn bấm vào lưu lại này. Rồi. Đấy, sau khi lưu lại nó mất cái wifi iMart và nó ra cái như ok này được. Rồi, ấn ok. Bây giờ mình lại quay ra. Điện thoại mình nó sẽ tự bắt cái wifi của nhà mình, nó cái wifi Solar Hưng Yên mà mình vừa kết nối đấy. Rồi, nó sẽ mất đi cái iMart là thành công nhá. Nó đã cái biến tần của mình ấy, nó đã bắt được cái wifi của nhà mình rồi. Bây giờ mình không xem offline được nữa mà phải, không xem cho ghế được mà phải chuyển sang xem online. Nếu bây giờ bạn quét ở đây là không xem được nữa này. Đấy, thấy rồi, địa chỉ IP nó đã thay đổi là 192.168.1.19. Đấy, bạn bấm vào đây nhưng mà nó lại ghi là offline, nó không cho xem nữa. Đấy, bởi vì bây giờ nó truyền mạng mất rồi. Không làm nào xem nữa. Đấy. Đấy, không xem được nữa nhá. Tìm thấy thì không xem được nữa. Bây giờ bạn phải vào remote monitor. Cái này thì remote monitor, bạn tạo một cái tài khoản. Ví dụ mình đã tạo sẵn một tài khoản đây rồi. Bấm vào login.
Rồi. Sau đó bạn bấm dấu cộng vào đây để bạn điền các cái thông số nhé. Đây, ví dụ mình điền sẵn rồi. Đây là nó vẫn chưa có kết nối đâu nhé, nó chưa kết nối được với cả cái máy của mình với cái biến tần. Bây giờ mình phải vào kết nối cho nó này, vào mục driver info này. Đấy. Đây ví dụ mình đã kết nối rồi nhá. Đấy, nó đang bị fail thì bây giờ mình phải bấm cho nó lên. Đây bấm vào start up này. Ok. Chờ nó một tí. Nó báo là một lệnh đã được thực hiện. Đang chờ nó lấy thông tin. Mình xóa đi làm lại nhé, bấm một cái xóa này. Quay ra xóa luôn cái này luôn để làm lại. Rồi nó hết rồi. Bấm dấu cộng để thêm nhé. Driver thì đặt tên cho nó. Ví dụ nhà chẳng hạn. Ở series quét thì quét nó này. Quét ở trên cái wifi nó có cái tem ấy. Đây đây. Trên cái biến tần nó có một cái wifi nó có cái tem này quét này. Dòng dưới là điền mật khẩu là 155485 155485. Dưới này điền là 600 giây là thời gian lấy lệnh. Ấn OK. Rồi thế là đã thêm một cái bảng. Rồi. Bấm vào nó này. Bấm vào startup này. Thank you.
Dạ. Vâng.